Ngân sẽ qua trò chơi thứ hai được mang tên đôi mắt tình anh. Đây hả? À, em bị cận anh. Chết rồi, anh cũng cận. Chết đúng rồi, mình cũng bị cận. Ủa vậy là mắt biết hết luôn á hả? Anh có cận không? À, không, mắt anh nó bụp bụp mà. Thì cái luật chơi của cái vòng này như sau. Em sẽ phát cho tất cả mọi người xem một cái đoạn clip, nghĩa một cái trích đoạn nhỏ trong một bộ phim. Và mọi người sẽ phải xem ở trong đó và phải để ý từng chi tiết nhỏ. Sau đó thì xem xong khoảng một phút là xem xong thì em sẽ hỏi mọi người trong đó có những cái gì mà mọi người trả lời được. Như là mình ở xem cô Ba Sài Gòn đi, mình nhớ được xem là chị ở màu gì đó. Ok, hiểu rồi. Xin mời video clip. Yes. Mọi người hãy cùng hướng mắt lên clip ạ. Rửa nhiều nước nhất mà không ướt. Đánh đồ. Wow. Học sinh giỏi, người ta là học sinh giỏi. Winner, à, chung là tôi cũng không ghét gì bạn đâu. Bạn nhìn mặt tôi là bạn biết tôi không ghét gì bạn mà đúng không? Rồi, tôi hỏi nhá, con trai và đàn ông có điểm gì khác nhau? Con trai hay đàn ông? Đàn ông, ông. Hai. Từ hỏi lại câu hỏi chứ. Đàn ông nha, đàn ông. Tôi thì chính là tôi nói đúng. Con ông hết rồi. Bớt nhạc. mình cứ tiếp tục đi. DJ này tệ quá, anh ơi, DJ này tệ ghê á. Tôi nghĩ là tôi nên cho DJ ở nguyên một nhóm riêng biệt. Ok, câu hỏi cuối cùng dành cho Việt Thi. Anh đi lớp, em nghĩ là em thương anh rất nhiều. Vậy là yêu rồi. Lúc này chưa có, Ở đây là câu nào mà kiểu đừng dẫn động trí tuệ. Em bảo này, em nghĩ là ấy, mình phân luôn đi, khỏi cần phải hỏi làm gì mất thời gian. Anh cũng nghĩ thế Thi ạ. Giờ em có chắc chắn là em trả lời được không? Được. Ok, câu hỏi dành cho em. Bạn làm việc gì đầu tiên vào mỗi buổi sáng? Tất nhiên là mở mắt rồi. Yeah. Việt Thi đã nói câu gì để dụ anh cả ra đề dễ cho mình? 1, 2, 3, bắt đầu. Nói Việt Thi. Anh Thi ấp, em nghĩ là em thương anh rất nhiều. Đúng rồi. Em nghĩ là anh thương em rất nhiều mà. Em nghĩ là em thương anh rất nhiều. Mời mọi người cùng xem đáp án. Anh đi lớp, em nghĩ là em thương anh rất nhiều. Anh đi lớp, em nghĩ là em thương anh rất nhiều. Khó thế nhở? Thế thôi hả? Khó lắm à. Khó thật. Sao tự tìm giúp việc khó thế nhở? Tôi nè. Ôi. Tìm gì? Một ngày 2 tiếng. Một tuần, 5 ngày. Chị. Thì anh đúng không? Trời ơi, ra câu súng chứng dữ như thật rồi. Là sao? Tôi mới khổ thế này hả trời? Về đi Liêu. Tao là một thằng hèn. Tao không dám bảo vệ tình yêu của tao với chính những người mà tao yêu thương. Là sao? Ôi. Gì đây? Đúng. Tôi là người giúp việc. 1 giờ 120 ngàn. Hôm qua tới nay 24 tiếng đồng hồ. Tôi đủ tiền mua vé cho anh chị về quê đốt nhang cho ông bà. Bà mẹ đã nhận được số tiền bao nhiêu khi làm ô xin? 1, 2, 3. Bắt đầu bấm chuông. 1 ngày 2 tiếng 1 tuần 5 ngày. Làm 24 tiếng 1 tiếng 120 nghìn. Suy ra là 480 nghìn. Ghê không? 120 ngàn, chính xác. 1 tiếng. Ui, nhớ hay thiệt. Nãy giờ á, mọi người biết em để ý gì không? Chị biết nha. Cái chị đó đó mặc cái áo màu gì bỗng nhiên màu gì. Ừ. Để xíu nữa nhớ. Nãy chị còn kêu là bao nhiêu con chim, nếu không hiểu. Không, thực ra theo anh phương diện diễn viên nha, anh nghĩ mấy đứa nên để ý câu thoại. Đúng rồi. Cuối cùng, một ngày 120 nghìn, tôi làm đủ 24 tiếng rồi, tôi đủ tiền về cho quê các rồi. Anh chị, cho các anh chị mua vé xe cho các anh chị. Đúng về rồi. Quê đốt nhiên ông có bà. Có nghĩa đây là cái clip gì đi không? Có nghĩa là nói lên cái sự hiếu thảo, cái sự chăm lo và nghĩ tới cho gia đình hơn là những cái sống ở thành phố, đúng không? Nên chú ý về cái câu chuyện. À, bây giờ chia đồ chia năng nữa ra. Wow. Mình đi kiếm mấy em nhỏ. Nhìn quần áo. Mấy anh lớn thì đi với mấy em út đi cậu. Lạnh. Em muốn đi với anh kia mà sao?
Dạ, ở Đà Lạt. Ở nhà mình có bé từ 4 đến 10 tuổi không ạ? Trời ơi, sao mình dễ thương dữ vậy trời. Anh nghe bên nào Hello, chị đâu? Trong nhóm có bao nhiêu thành viên đi giày màu trắng? 1, 2, 3, bắt đầu. Ở biết ngay mà ngồi đếm giày biết ngay. Cái này là cái luật em đưa ra nên là em nhớ từng người luôn. Hôm đấy là có 5 người đi giày đen và 4 người đi giày trắng. Wow. Kể tên nhá, em đi giày đen này, Kenji đi giày đen này, Hailey đi giày đen này, Gina đi giày đen và Mon đi giày đen. Còn lại là giày trắng. Còn lại là Việt Thi. Đúng rồi. Hana, Tia, với cả Kira là đi giày trắng. Wow. Sao nhớ được hay thiệt, ghê thiệt luôn á. Anh chỉ coi nhớ mỗi cái cậu vàng thôi đó. Em cũng vậy. Nhưng mà vui đó. Thôi đã bắt một sự hút vui. Hôm đó tụi mình phân ra hai team á. Rồi sau đó team của em với anh Tiếp thì đi xin nhà ở trong hẻm. Còn hai tụi chị đi đâu đạp cái đạp. Có một cái kỷ niệm rất là vui đó. Team bên anh này chỉ cần đi vào một chỗ thôi dẫn theo cả binh đoàn luôn. Đi vào một cái trường nhá, lôi theo cả binh đoàn luôn. Chắc là anh cũng không biết gì hết. Không, khuôn mặt anh là nói lên tất cả. Đồng cảm trên câu chuyện này. Như chiếc cờ tây bay sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc. Câu hát tiếp theo của bài hát là gì? 1, 2, 3. Oai, trời ơi, chỉ vì một trời ơi, rất dễ luôn, dễ lắm luôn á. Thường con gái đâu yêu bằng mắt. Nhưng dù lâu để anh khát em nhảy cho nè. Thường con gái đâu yêu bằng mắt, sao bỗng dừng tim lại lắc. Vô tình rơi rơi không biết anh có nhặt. Hình như em thích anh. Yeah. Phát. Tính ra là em hát. Em có một bài hát mà em nghĩ Dễ rất là thích. Anh rất là thích hả? Sao em biết anh thích bài đó? Bài hát vì nó rất là mặn đối với anh. Nói chung em hát của Dĩnh cũng thích. Nói chung em hát của Dĩnh cũng thích. Một ca khúc mà nghe xong rồi mọi người cũng sẽ cảm thấy trong người hưng phấn. Ui, ca khúc Nhạt. Nhạt. Ôi. Của anh Thăng Mạnh Quỳnh đúng không? Chuẩn. Chứ là ok. Ta từng là lết sông, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Nhưng điều luôn nói trước đây cho rằng chuyện chẳng đổi thay. Hôm nay nên xem lại. Ta chạy theo ý nghĩ riêng, ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn. Không phải do cái thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa dù được gần hơn trước. Điều này giống như ta đang vi phạm ngày giờ. Và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ. Thế nhưng rồi anh lại sợ lỡ chỉ mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Điều này giống như mây đen che mờ chuyện mình, làm nhạt nhòa mắt môi bên nhau như chịu cực hình. Người có mê con tim bóc cần làm gì, hoặc là đã qua chê. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau.
Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế, nhưng rồi anh lại sợ lỡ chim mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau, nhưng giờ đây bỗng quá xa, chỉ còn lại băng giá. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ hồ. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế, nhưng rồi anh lại sợ lỡ chuyện mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Ta lạc nhau cả đời. Quá quá thang mạnh quỳnh lúc nào cũng xuất sắc, em hát xuất sắc luôn. Anh kêu em nhiều. Mày cảm thấy bài hát như thế nào, có cảm xúc mọi người quá hài quá cảm xúc. Lúc nào nghe nhạc Phan Mạnh Quỳnh làm cũng làm cho anh rất nhiều cảm xúc. Thế là bởi vì Phan Mạnh Quỳnh anh ấy là một kiểu như là người viết lời rất là hay luôn, và rất là kiểu như là sâu ấy. Đúng rồi. Thế cảm xúc của anh lúc mà anh đến với chương trình này anh cảm thấy như thế nào? Nó khá ngược với lại cái tên ca khúc. Cái khúc này là ca khúc nhạc đúng không? Nhạc. Đến với một tâm lý rất mặn. Và anh cảm thấy chương trình rất là vui, và mọi người chơi với một cái năng lượng rất là tích cực, truyền cho mọi người một cái thái độ sống rất là vui tươi, rất là lạc quan và yêu đời. Anh muốn thấy cái điều đó ở những các bạn trẻ như tụi em. Em xin thay mặt nhóm B6 xin cảm ơn anh đến với chương trình ngày hôm nay. Ok, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người.